Người Việt Nam chúng ta thường có chiều cao khiêm tốn hơn các nước khác trên thế giới. Ngày nay ai cũng muốn con mình được cao lớn hơn, vì vậy các ông bố và bà mẹ thường tìm hiểu về thuốc canxi tăng chiều cao cho trẻ. Biết được nỗi niềm khao khát đó, sản phẩm Amoma Calcium Kids là giải pháp bổ sung canxi tăng chiều cao cho trẻ phát triển chiều cao vượt trội. Hãy theo dõi video này để cùng tôi tìm hiểu về vấn đề tăng chiều cao của trẻ nhé. Thuốc canxi tăng chiều cao là gì? Ngày nay thật dễ dàng để mua được một sản phẩm thuốc tăng chiều cao tại các cửa hàng hay cả online. Thành phần chủ yếu của các thuốc tăng chiều cao là các nano canxi, protein, vitamin và các thảo dược quý như nhung hươu, nhân sâm. Chúng khá đa dạng và cả mẫu mã lẫn giá thành. Một số sản phẩm còn chứa cả hormone tăng trưởng GH để giúp trẻ phát triển vượt trội. Đối tượng sử dụng thuốc canxi tăng chiều cao có thể từ trẻ nhỏ cho đến những người trưởng thành dưới 30 tuổi. Thuốc canxi tăng chiều cao mang lại lợi ích gì? Thông thường các thuốc canxi tăng chiều cao dựa trên chiều cao sinh lý bình thường của cơ thể để nhằm mục đích phát triển chiều cao tối đa cho con người. Như vậy trước khi tìm hiểu về thuốc canxi tăng chiều cao chúng ta cần phải hiểu được chiều cao bình thường của cơ thể là như thế nào đã để dùng được loại thuốc cho đúng. Có 3 giai đoạn quyết định chính để chiều cao của cơ thể đó chính là giai đoạn bào thai, chịu ảnh hưởng lớn bởi dinh dưỡng của mẹ và có thể quyết định đến chiều cao suốt cuộc đời chứ không phải một giai đoạn. Dinh dưỡng đó có thể là trước khi thụ thai và quá trình mang thai mẹ bị thiếu chất. Giai đoạn trẻ sau khi sinh, tốc độ tăng trưởng nhanh nhờ hormone GH đóng vai trò chính đến quá trình tăng trưởng của trẻ. Giai đoạn tuổi dậy thì, những trẻ có giai đoạn thời thơ ấu tăng trưởng chậm rất có thể đây mới chính là giai đoạn để trẻ bắt đầu tăng trưởng mạnh. Giai đoạn này quyết định chính đến chiều cao của người trưởng thành. Có thể khiến cao được 20 đến 30 cm ở giai đoạn này. Sự phát triển chiều cao liên quan đến sự phát triển của xương, do đó các thuốc canxi tăng chiều cao thường mang lại cho xương chắc khỏe cả về chiều dài và chiều rộng. Amoma Calcium Kids là sản phẩm bổ sung canxi tăng chiều cao cho trẻ nhỏ. Amoma Calcium Kids là sản phẩm hỗ trợ tăng chiều cao đến từ Nhật Bản với thành phần chính là canxi từ sữa. Canxi là yếu tố cần thiết để tạo nên cấu trúc xương và răng chắc khỏe. Trong cơ thể, canxi tập trung chủ yếu ở hai bộ phận này và một phần nhỏ trong máu. Khi tăng lượng canxi cho cơ thể ở trẻ nhỏ và trẻ tuổi dậy thì có thể sẽ thúc đẩy tăng trưởng của xương hiệu quả. Theo chuyên gia khuyến cáo rằng bổ sung canxi cho trẻ nhỏ dưới 10 tuổi sẽ đem lại hiệu quả cao hơn rõ rệt với bổ sung canxi cho trẻ ở tuổi dậy thì. Amoma Calcium Kids là sản phẩm bổ sung canxi cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở nên, mẹ có thể an tâm sử dụng và cho bé bổ sung canxi sớm nếu muốn bé cao lớn hơn. Hơn nữa, canxi trong sản phẩm này được chiết xuất từ sữa nên khiến trẻ nhỏ dễ dàng tiêu hóa và hấp thu tốt hơn. Bên cạnh canxi là thành phần chính thì thành phần không thể thiếu được giúp trẻ tăng chiều cao đó chính là vitamin D. Vitamin D có tác dụng giúp cho cơ thể tăng cường hấp thu canxi và phosphor hơn, từ đó làm tăng lượng canxi bổ sung cho cơ thể. Vitamin K2 với dạng chính là MK7 có tác dụng vận chuyển canxi vào xương làm chắc khỏe xương. Bộ ba canxi, D3, MK7 giúp cho trẻ dễ dàng đạt được chiều cao tối đa. Ngoài ra, để có thể tăng hấp thu và bổ sung các chất tăng chiều cao trong cơ thể thì sản phẩm Amoma Calcium Kids còn bổ sung các chất như kẽm và lysine giúp kích thích vị giác của trẻ và làm tăng khả năng ăn uống của trẻ, khiến trẻ ăn ngon miệng hơn. Từ đó giúp bổ sung được canxi, vitamin D3 hay MK7 một cách an toàn hiệu quả qua thực phẩm hàng ngày. Đối tượng nên được sử dụng Amoma Calcium Kids là những trẻ bị còi xương, thấp còi, chậm lớn, trẻ đang trong giai đoạn phát triển và cần được bổ sung canxi, người có nhu cầu về canxi kể cả người lớn. Sản phẩm bổ sung canxi, hỗ trợ tăng chiều cao Amoma Calcium Kids có thực sự hiệu quả? Đây chắc là câu hỏi và băn khoăn của nhiều bậc phụ huynh khi lựa chọn sử dụng sản phẩm này cho trẻ. Đa phần các thuốc tăng chiều cao đều chứa canxi. Mẹ cần chú ý xem đó là loại canxi nào, liều dùng ra sao, có phù hợp với trẻ không? May mắn là Amoma Calcium Kids là loại canxi từ sữa rất an toàn và hiệu quả với trẻ nhỏ, khiến trẻ dễ hấp thu, dễ tiêu hóa. Liều canxi trong một gói là 190 mg tương đương với 1/5 nhu cầu canxi của trẻ ở tuổi dậy thì và 1/3 nhu cầu canxi cho trẻ nhỏ. Mẹ không cần lo lắng bé sẽ bị quá liều canxi gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Đây là sản phẩm chủ yếu bổ sung thêm canxi cho trẻ ở mức độ cho phép và được các nhà khoa học tính toán cẩn thận và đưa ra liều dùng hợp lý cho từng độ tuổi. Trẻ từ 2 đến 3 tuổi, uống mỗi lần 10 ml và uống 1 đến 2 lần một ngày, sau ăn. Trẻ em trên 3 tuổi, uống mỗi lần 10 ml và uống 2 đến 3 lần một ngày, sau ăn. Người lớn uống mỗi lần 10 ml và uống 3 đến 4 lần một ngày, sau ăn. Trẻ dưới 6 tháng tuổi dùng theo chỉ dẫn của bác sĩ. Tóm lại, việc lựa chọn thuốc tăng chiều cao cho trẻ cần thận trọng. Cha mẹ hãy tìm hiểu kỹ về liều lượng và độ an toàn của từng sản phẩm trước khi dùng cho con nhé. Gọi nghe hotline để nhận được tư vấn từ các chuyên gia 0929 197 777. Follow kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày nhé.